Em chào tất cả các bác, bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Hôm nay thì em giới thiệu với các bác về miến rong Bắc Cạn. Đây là miến rong ở làng em, được làm từ 100% bột rong nguyên chất, không có chất tẩy trắng, không chất bảo quản các bạn. Đấy, không chất tẩy trắng các bác nhìn cũng biết rồi đấy ạ. Đấy, màu nâu nâu, không màu nâu, nó không có chất tẩy trắng. Về chất lượng của nó thì em dám đảm bảo chất lượng của nó với các bác luôn. Về độ ngon của nó thì em cũng đảm bảo về độ ngon luôn ạ. Tại vì em cũng đã thử khá khá nhiều về miến của các tỉnh bạn, nhưng mà em thấy là miến ở làng em thì có một sự khác biệt luôn các bạn, về chất lượng của nó khác biệt luôn. Ăn nó mềm, nó dai chứ nó không không bở bở đâu. Đấy. Ví dụ như chè thì em không dám đảm bảo về cái độ ngon của nó, bởi vì em không nghiện chè cho nên em không biết thưởng thức các bạn. Cho nên là còn về miến thì em dám đảm bảo với các bác về độ ngon của nó. Nếu các bác mê ẩm thực này, các bác mê món miến này thì các bác nên thử một lần các bác nhé. Cái này thì em đang bán là 90.000 một cân, em sẽ bao ship đơn hàng từ em sẽ bao ship 2 cân. Riêng miến em bao ship đơn hàng từ 2 cân miến các bạn. Cái này thì được rất là nhiều luôn. Các bác nếu mà ăn một mình thì không thì một bó thì rất là nhiều, có thể chia được 2 hoặc là 3 lần luôn ấy. Miến thì ăn rất là ngon các bạn. Vừa có tác dụng giảm cân mà ăn rất là ngon luôn. Để các bác mà mê món này thì các bác ủng hộ em nhé. Để một cân được rất là nhiều luôn các bạn. Chất lượng thì em đảm bảo luôn, em đảm bảo với các bác về chất lượng luôn. Để các bác nhìn màu cũng đã uy tín rồi, nói lên độ uy tín rồi. Vậy ngoài miến ra thì bí thì em vẫn có các bác nhé. Bí thì em đang vẫn bán là 16.000 một cân. Còn hoa lan thì em còn có một đơn này, một đơn xanh Huế một mẹ, một đơn xanh Huế một mẹ một con này. Bản lá 4 sen thì đơn này thôi em để bác là 150.000 bao ship đơn này. Mẹ một con xanh Huế. Vị hoàng thì em cũng có, vị hoàng thì là 100.000 một thân các bạn, 100.000 một mẹ một con ấy. Củ bình vôi em vẫn có các bác nhé. Củ bình vôi thì em đang bán là 30.000 một cân. Cái này cũng rồi. Nhiều kiến thế. Mưa nhiều kiến thật đấy. Em có thể để làm cảnh này làm thuốc đều được bác. Đây là bác nhìn rễ của nó ra rất là nhiều. Ui dạo này trời mưa nhiều, rất là nhiều kiến luôn ấy. Đây củ bình vôi thì mầm nó sẽ mọc lên đây các bạn. Bình vôi thì lên thì lá nó tròn tròn ấy, làm cảnh rất là đẹp luôn. Với cả nó là dạng bình dây ấy, cho nên là các bác cũng có thể uốn khung cho nó theo cái ý thích của mình ấy. Ngoài ra thì nó còn có tác dụng làm cả thuốc nữa. Có tác dụng chữa mất ngủ này, rồi có tác dụng chữa mất ngủ này, rồi chữa đau bụng rất là hiệu quả luôn. Bình vôi trắng, ở đây là bình vôi trắng ạ. Bình vôi đỏ thì hiện tại em đang hết hạt bình vôi đỏ rồi. Bình vôi đỏ thì hạt thì về các bác ươm trồng cũng được, tỷ lệ hạt của nó lên 100% luôn. Năm ngoái em có ươm đấy, năm ngoái lúc em dọn nhà thì em có ươm được rất là nhiều luôn, mà em bảo em khuyến mại cho các bác mà không bác nào xin luôn, không bác nào mà cần lấy luôn, cuối cùng em lại mang về nhà trồng. Những cái thuốc trong nhà thì mình cứ trồng vào hàng rào ấy, trồng vào bờ rào ấy các bạn, cần là có ngay. Không phải là tây y lúc nào cũng là nhất đâu, đông y thì rất là cần luôn ấy. Cái này là rêu ạ, rêu sâu lại một, cái này em vẫn đang bán là 40.000 một lạng các bạn. Giữ ẩm bề mặt rất là tốt luôn, các bác vừa mới chậu cây vừa mới trồng này, hoặc là vừa mới trồng, vừa mới tách trồng ấy, thì mình ươm bằng cái rêu này thì rất là tiện, thì nó giữ ẩm bề mặt rất là tốt. Về chậu, chậu hôm nay em giới thiệu về chậu, hôm qua thì em có giới thiệu về phân thuốc rồi. Về chậu thì nhà em có chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng. Chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng nhà em là nhựa HD quá nhá. Tất cả đều là nhựa HD, rất là bền đẹp. Đây ạ, mẫu chậu bí đây, mẫu chậu bí thì không có kèm nan phụ. Phi 20 là 10.000 ạ, phi 25 là 12.000, phi 30 là 16.000. Đây, cái này nhà sản xuất họ sẽ ghi là 22, 26 và 31. Còn mẫu chậu sen thì có phi 20, 25 và 30. Giá là 10.000, 13.000 và 21.000. Chậu này thì nhà sản xuất họ sẽ cho kích cỡ là 25, 30, 35 cơ. Đấy. Nên là các bác em không báo như thế, tại vì nếu báo như thế thì rất là nhiều bác bị nhầm về kích thước của nó ấy. Bị nhầm cho nên là lấy về nó lại sai. Ví dụ mình muốn lấy chậu 30 lại về đo chỉ có 25 thì lại nó sai cái mục đích của mình đúng không ạ? Còn mẫu chậu nan thẳng, mẫu chậu nan thẳng thì nhà em có phi 20, 25, 28, 30 và 35, lại rất nhiều cỡ luôn. Phi 20 là 6.000 ạ, phi 25 đo thực tế được 23 thôi, chậu này 7.500. Phi 28 là 11.000 và phi 30 cũng là 11.000. Các bác nhìn chậu phi 28 với phi 30 này.
Đấy, nó lệch nhau hai phân, nhưng mà cái giá cả của nó thì giá cả của nó thì giống 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 nhau các bạn. Nhưng mà cái chậu 3, chậu 28 thì nhìn thanh có vẻ là to hơn chậu 30. Đấy, chậu 35 là 17.000. Tôi lót chậu, à quên giới thiệu lót chậu đã, chậu 16 18 ạ, chậu 16 18 đấy, mẫu chậu này. Nhựa cũng rất là nhựa dẻo, nó bền lắm. Mẫu chậu này thì các bác có thể dùng để ươm ki này hoặc trồng cây con nhỏ. Chậu 16 thì em đang bán là 3.000, chậu 18 là 3.500, chậu 25 là 10.000, chậu 28 là 10 13.000 đấy, chậu 25 với 28 thì nó là kiểu này. Đó, chậu này các bác có thể để trồng lan kiếm, lan thân thồng đều rất là tốt. Mẫu chậu E280 và E300, đây mẫu chậu trồng địa lan, mẫu chậu của Trung Quốc. Mẫu chậu này thì rất là, mẫu chậu này thì nó sẽ thiết kế là nhỏ nhỏ và cao, ở có lỗ ở dưới đáy. Chậu này thì trồng địa lan rất là hợp, bởi vì rễ của địa lan rất là dài, cho nên là trồng chậu này thì rễ của nó sẽ ăn được sâu hơn và ăn được nhiều chất dinh dưỡng hơn. Chậu chậu E280 thì em đang bán là 8.000, à 7.000 ạ. Còn chậu E300 là 9.000. Hai cái mẫu chậu này thì nó, hai cái mẫu chậu này thì nó tên của nó là như thế thôi, nhưng mà không phải kích thước đâu các bạn. Còn lót chậu thì nhà em có hai loại, lót to và lót bé. Từ phi 25 từ trở xuống thì dùng lót bé, và từ 30 trở lên thì các bác dùng lót to. Đây, lót to đây. Lót to thì 10.000 được 10 cái, lót bé 10.000 14 cái. Để em bán theo lạng các bạn. Vỏ thông thì số 1, số 3, số 1 là, số 1 là 9.000, các bác lấy từ 10 cân, còn 8.000, số 3 là 17.000. Số 3 thì vỏ khá là to, vỏ phân trâu khô thì em vẫn bán là 10 là 18.000 một cân. Lưới Nhật, lưới đài che lan đây các bác ơi, lưới Nhật, lưới đài dệt kim của Đài Loan. Cái này thì có màu xanh và màu đen, có khổ 2m, 3m và 4m. Khổ 2m là 28.000, 3m là 40.000, còn 4m là 55.000. Đấy, chiều dài bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu các bạn ạ. Còn cốc điều hòa đây, cốc bé, cốc to, cốc bé chiều cao là 9 cm, 8.000, cốc to chiều cao là 17 cm, cốc to thì là 13.000 một cái. Còn về phân thuốc thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Các bác cần loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em. Từ phân bón lá, bón gốc này rồi các kiểu luôn. Em cảm ơn tất cả các bác đã xem video. Các bác mà cần loại nào các bác liên hệ ủng hộ em.